Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình ăn bữa cơm thường ngày của mình đó mọi người. Đây là cà pháo ha mọi người. Cà pháo mình mua trong siêu thị á, mình mua keo có 35.000 à, keo cũng hơi nhỏ chứ nó có bự. Còn đây là khô chiên nha mọi người, khô mình băm ra mình chiên với thịt ba gọi á. Còn đây là canh hẹ mình nấu canh với thịt heo. Bữa cơm ăn thường ngày của mình cũng đơn giản thôi nha mọi người. Mọi người ăn cơm cùng mình nha mọi người. Mình ăn cơm trễ lắm, tại sáng mình ăn sáng rồi cho nên buổi trưa mình ăn cơm trễ lắm, cơm muộn lắm. Tới giờ ngọ mình mới ăn. Và mọi người ăn cơm cùng mình nha. Rồi mình không ăn cà pháo lắm mọi người. Thấy cũng ngon cũng thèm lắm. Bữa nay mình quá khô rồi cho nên mình không có gót cái gì mắm tôm, mình có mắm tôm nhưng mà quá khô rồi, khô chân mà ăn cũng vừa ăn à. Khô có bẻ mọi người, khô có bẻ mà không chiên chết. Mình chiên á là mình chiên mình không hứa cũng xương không mà, nhưng khô có bẻ mình thích là chiên chiên với thịt ba gọi á, nó rất là ngon ăn thơm lắm, mình rất thích ăn khô có bẻ. Sống bữa nay mình ăn chén cơm này hơi nhiều hơn mọi người, mỗi bữa mình ăn ít hơn nửa chén một chút à, bữa nay mình bớt hơi nhiều. Tại mình mà mắt con nhỏ mình giữ đó. Cho nên mình lăn xăn lắm, mình không có thời gian mình quay cái công việc đang nấu của mình nha mọi người. Nhưng mà rồi mình đợi qua sang năm mình sẽ tranh thủ có thời gian để mình làm cho nó chỉnh chu hơn, mọi người thông cảm giùm mình nha. Cà pháo đó có bỏ củ ghiền á mọi người, ăn nó thơm mùi ghiền.
mình á, thì mình thích ăn rau mọi người, còn chồng mình á, thì thích ăn củ, cũng như bí này nọ, bầu bí gì đó, chồng mình thích ăn, còn mình thích ăn rau. Với mình thì mình thích ăn nước, còn chồng mình thích ăn khô. Làm những món gì có nước đó, ăn gì đó mình ăn nó không có bị khô khan không, còn chồng mình thì ăn cái gì đơn giản, chẳng hạn khô hoa cá gì kho khô sẽ không còn nước anh mới chịu. Mình thích ăn canh hẹ với rau bù ngót đó. Ăn tại vì lâu lâu quá, chừng tuần lễ nửa tháng mình ăn lần á, cũng cho sổ chất độc đó mọi người. Ăn gì chứ ngon lắm đó nghe mọi người. Tại vì canh hẹ với khô chưng này là đủ đủ ngon rồi. Thôi mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha mọi người. Ăn một chén cơm là no dữ lắm luôn á.